Các bạn hỏi học đo mắt kính thì học gồm những cái gì? Thì hôm nay chia sẻ để cho anh chị thấy rõ rằng những cái module mà chúng ta được học. Đầu tiên chúng ta sẽ học được cách là bán hàng này. Hiểu khách hàng như thế nào và bán hàng ra sao, làm sao để giữ chân được khách hàng. Tiếp nữa là chúng ta học và phát triển cái độ giao tiếp giữa ta với người đối diện, giữa ta và khách hàng, và khách hàng bao nhiêu tuổi, ở lứa tuổi như thế nào thì chúng ta giao tiếp ra sao. Chúng ta phải biết được những cái cách mà sử dụng những cái từ nào cho nó phù hợp, ngôn từ cộng với nội dung cộng với lại cái cách mà chúng ta giao tiếp với người đó và trạng thái chúng ta ra sao để chúng ta giữ chân được người dùng nhiều hơn. Thêm nữa là chúng ta học cái cách là đặt hàng từ đâu về và phải biết hàng nào nó phù hợp cho cái cửa hàng chúng ta, đúng không ạ? Thêm vào nữa chúng ta lại học cách là đo mắt, mắt phải, mắt trái bao nhiêu, sử dụng máy nào để đo cả BD hay là đo với buổi sáng hay buổi chiều, hay là đo mắt cận hay mắt loạn hay là mắt lão, đo làm sao để cho phù hợp với người đeo để họ trải nghiệm thấy được ở đây chúng ta có chuyên môn, ở đây chúng ta có được những cái trình độ và có kỹ thuật cao. Thêm nữa là những cái kính cũ thì chúng ta đo làm sao, chúng ta đo mắt phải, mắt trái nó ra độ cận hay ra độ loạn hay ra độ lão hay ra độ đa tròng hay ra đổi màu thì chúng ta phải biết cách đo từng cái nữa. Thêm vào nữa là chúng ta học kiểm tra cái độ cũ của người dùng, sau đó làm xong cái độ mới, kiểm tra lại cái độ mới và độ cũ nó khác nhau như thế nào, cộng với điều gì nữa, chúng ta kiểm tra lại xem có đúng với cái mắt người đó hay không. Đặc biệt nữa là trong cái phần module học như thế này, chúng học thêm một cái phần quan trọng nữa là cái phần xác định được cái người dùng đó họ cần gì, cái người đến đo mắt đó họ cần gì, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nhu cầu của cái người đó hơn. Cái cách này chúng ta sẽ được học kỹ và rất là chi tiết để hiểu được và đưa cái sản phẩm nào nó đúng. Họ có mong muốn đeo một cái kính cần rõ, cái đấy có phải là chính của họ hay không, hay là cái nhu cầu họ cần rõ nhưng mà quan trọng nó phải là ít tăng độ thì mới là cái chính. Có một số người thì cần kính nào cũng được, quan trọng là chữ như thế này, tôi thấy một cái loại chữ nhỏ như thế thấy là được, không cần phải quá to. Có người thì bảo tôi sử dụng cái điện thoại này nó quen này, với cái tay của tôi cầm cái điện thoại này mà điện thoại này nó sử dụng được nhiều năm rồi, bây giờ cái phông chữ nó nhỏ như thế này, tôi cần làm sao để nhìn nó dễ chịu nhất. Thì chúng ta phải xác định được cái nhu cầu của người dùng. Có khi là nhu cầu nói ra là điểm A nhưng họ lại thích cái chính nhu cầu là B, nên chúng ta phải xác định rõ cái nhu cầu của người dùng thì bất cứ cái sản phẩm nào chúng ta đưa ra đúng ý và đúng cách thì người dùng sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra và sử dụng cái sản phẩm đấy. Đây là một bước rất là quan trọng khi mà chúng ta tiếp xúc bất kỳ với khách hàng nào vào tiệm hay vào shop hay chat với chúng ta đều hiểu được và làm sao để giữ chân họ lại với chúng ta lâu dài hơn. Đấy là cách mà chúng ta kinh doanh làm sao có lãi, có lời trước khi mà chúng ta học nghề. Nên trong trường hợp này các anh chị học nghề tại Marketing Titan, chúng ta sẽ được bổ sung vào cái module là làm thế nào để giữ chân khách hàng được lâu hơn và họ chi tiền nhiều hơn. Chi tiền lần 1, chi tiền lần 2 và chi tiền lần 3 và cứ chi tiền nhiều hơn nữa. Và đặc biệt nữa cái module này giúp cho anh chị học viên chuyên về mắt kính làm sao đi sâu vào để hiểu hơn thì chúng ta sẽ bước vào con đường kinh doanh mắt kính. Chứ nếu mà anh chị chỉ dừng lại làm mắt kính không thì đi kiếm đồng lương 10 triệu, 10 năm, 20 triệu, 30 triệu thì nó quá dễ, quá bình thường. Cảm ơn anh chị. Nếu anh chị có câu hỏi nào thì đặt ở phía dưới, hãy subscribe vào kênh. Video sắp tới tôi sẽ hỗ trợ anh chị hiểu rõ thêm một cách làm sao để giữ được khách hàng lâu hơn, ở lại chúng ta nhiều hơn. Đó là một cái quy trình cần phải có trong quá trình mà kinh doanh. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào.